Xin chào mừng quý bạn đã đến với Khoảnh Khắc Bóng Đá. Huấn luyện viên Chu Xie bất ngờ gọi bổ sung 8 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tháng 11. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bình luận viên, chuyên gia cãi nhau to về mục tiêu cũng như là nhiệm vụ sống còn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bản thân huấn luyện viên Chu Xie chắc chắn là người đứng mũi chịu sào và người sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Giới chuyên gia mộ điệu cùng với người hâm mộ đội Việt Nam rất hy vọng rằng những cầu thủ có phong độ cao tại V-League và đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có tên trong danh sách như cầu thủ Bùi Tiến Dũng hay là Hồ Tấn Tài, những cầu thủ đã chứng minh được năng lực của mình trong các câu lạc bộ, thậm chí còn là đội trưởng của câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên, người hâm mộ đội Việt Nam lại không thấy được điều đó sau khi danh sách gọi bổ sung của huấn luyện viên Chu Xie được công bố với 8 cầu thủ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân và chuẩn bị cho tháng 11 sắp tới. 8 cái tên được triệu tập bổ sung ngoài 32 người quý vị bạn đã biết trong danh sách mới nhất thì những cầu thủ được lựa chọn thêm đó chính là những cầu thủ rất trẻ: Cao Văn Bình của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Nguyễn Quang Huy của Bà Rịa Vũng Tàu, tiền vệ Hà Văn Phương, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng Thanh Hóa và Bùi Vĩ Hào. Những cầu thủ này thì chúng tôi phải khẳng định lại là những học trò của huấn luyện viên Chu Xie trong quá trình tập luyện và thi đấu tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Người hâm mộ đội Việt Nam cũng đã biết điều này và rõ ràng những cầu thủ đã hiểu triết lý, hiểu cách vận hành và cả cách truyền bóng của huấn luyện viên Chu Xie. Chúng tôi nói tường tận như vậy vì huấn luyện viên Chu Xie đã yêu cầu các cầu thủ học lại từ đầu khi ông là người cầm cân nảy mực, là người đứng mũi chịu sào tại giải đấu U19 năm 2019. Chỉ vậy, những cầu thủ chúng tôi vừa nêu như Trần Nam Hải, như Trần Mạnh Quỳnh, Võ Nguyên Hoàng hay Bùi Vĩ Hào đều là những nhân tố trong danh sách ấy và có tên, chứ không phải là những Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài hay là những cái tên mà quý vị bạn vẫn đang chờ mong như Nguyễn Hải Huy, cầu thủ cân bằng tuyến giữa, hay Nguyễn Phong Hồng Duy, hành lang cánh, cùng với đó là Tô Văn Vũ, những cầu thủ đã thi đấu rất hay trong vòng đấu vừa qua của giải đấu V-League. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân và nhân sự của chúng ta sẽ lên tới 40 người. Việc gọi tập trung những cầu thủ này là cách giúp họ làm quen dần với không khí đội tuyển, tạo sự tự tin và đặc biệt là có thể giúp họ học hỏi được nhiều từ chuyên môn các đàn anh của mình có kinh nghiệm, giữ bản lĩnh trận mạc quốc tế để giúp cho họ có thể nâng cao tính cạnh tranh trên đội tuyển, qua đó có thể trưởng thành hơn. Đây cũng là cách mà huấn luyện viên Chu Xie chủ động trong việc sàng lọc lực lượng để đến đợt cuối cùng hội quân ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 sẽ dễ dàng ra một bản danh sách tối ưu giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, U23 Việt Nam có thể lựa chọn. Tuy nhiên, với những lựa chọn của mình thì lúc này đang nhận về những phản ứng, phản biện cũng như là những phát ngôn có phần trái chiều với huấn luyện viên Chu Xie. Bản thân chúng tôi cũng đã nhận được trên kênh với những cái chia sẻ của rất nhiều chuyên gia, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam là những người yêu mến, gắn bó, đồng hành với bóng đá Việt Nam trong thời gian dài hạn. Họ cũng đã bắt đầu có phần nghi ngờ nào đó với cách làm việc của huấn luyện viên Chu Xie. Ông quá bảo thủ với những gì mình đang làm. Dĩ nhiên, giữ quan điểm của mình là tốt, nhưng giữ quan điểm phải trong một cái thế, chúng ta phải tiến lên phía trước, phải nhìn nhận rằng là những cầu thủ ấy chưa thực sự đảm bảo được yêu cầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam hay đảm bảo được cái mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng đến. Chúng ta không thể đưa ra đánh đồng với quan điểm là chúng ta có một bộ khung với những cầu thủ đã từng làm việc với mình để đưa ra những đánh giá, để nhìn nhận vào đó là những cầu thủ hay, những cầu thủ tốt. Những cầu thủ hay, những cầu thủ tốt là những cầu thủ sẽ phải thích nghi với bất cứ huấn luyện viên nào. Và việc thử nghiệm trong thời gian vừa qua cũng xoay quanh những cầu thủ ấy. Những cầu thủ thậm chí năm nay mới 18-19 tuổi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho giải đấu là việc tạo ra những sự tranh cãi là hoàn toàn bình thường. Huấn luyện viên Chu Xie đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 9 tháng rồi nhưng vẫn còn nhiều nguồn ngổn ngang. Kế hoạch trẻ hóa của huấn luyện viên Chu Xie vẫn chưa ổn lắm, bỏ lỡ nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc ở V-League. Đây là điều khiến cho giới chuyên môn lo lắng. Chúng ta đã kỳ vọng vào vòng chung kết World Cup năm 2026 thì cũng phải thi đấu ngay lúc này rồi. Thành tích của chúng ta không thể lé tránh để sử dụng những cầu thủ trẻ để nói rằng chúng tôi sử dụng những cầu thủ trẻ để dành cho vòng loại World Cup. Vâng, điều đó là vô nghĩa và vô vị và thậm chí là nó trở thành trò cười với người hâm mộ và những nhà báo quốc tế khi nhìn nhận. Tại đây là giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia, chứ không phải là dành cho những cầu thủ trẻ. Những cầu thủ năm nay 19-20 tuổi liệu rằng có đủ đạt yêu cầu? Và nếu như thua những cầu thủ ấy thì như thế nào?
liệu rằng lý do đó có thực sự chính đáng hay không? Câu hỏi liên tục được đặt ra trên mạng truyền thông xã hội. Bản thân bình luận viên Quang Huy trước đó thì cũng đã chia sẻ với giới truyền thông rằng là đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có trận mặt trên chiến, và huấn luyện viên Chu Xie đã nhận được những cái tín hiệu từ VFF, từ các chuyên gia rằng việc là sử dụng những cầu thủ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng thì ông vẫn lựa chọn với những bộ khung mà không mấy xa lạ. Chúng ta cũng thấy rằng nó cũng không xa lạ so với những lần trước của đội tuyển Việt Nam, phải không quý bạn? Các chuyên gia bình luận viên thì lúc này đã bắt đầu nghi ngờ về kết quả khi chúng ta phải làm quân tới Philippines. Rõ ràng lúc này thì chúng ta đã bắt đầu lo sợ về một cái kịch bản mà bóng đá Việt Nam sẽ thua những đội bóng như vậy. Khi chúng ta phải xa lạ nhà, những cầu thủ, những bình luận viên đã chia sẻ rằng là lo lắng về kết quả. Rõ ràng điều này thì chúng ta không cảm nhận được khi thời huấn luyện viên Park Hang-seo làm quân. Chúng ta đi đến đâu với những đối thủ như thế này thì đều rất tự tin, dù đó là những đối thủ như là Philippines. Người hâm mộ Việt Nam đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam đã thắng Indonesia như thế nào trong những cái trận đấu thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup năm 2022. Và lúc đó thì người hâm mộ đội Việt Nam đã hoàn toàn tin tưởng bởi tinh thần và cái bản lĩnh của cầu thủ đã thể hiện rất rõ nét. Nhưng lúc này thì nhiều chuyên gia và bình luận viên, các người hâm mộ đội Việt Nam đều cảm nhận được những sự lo lắng cần thiết. Bình luận viên Quang Huy đại diện cho một số đó khi mà không tự tin về kết quả trên sân khách. So với Philippines thì chúng ta nhỉnh hơn nhưng lại phải đấu sân khách nên chưa rõ đâu. Nhưng theo tôi thì dù thế nào đi nữa thì hiệp 2 các cầu thủ trẻ cũng sẽ có cơ hội. Huấn luyện viên Chu Xie đang muốn cài các cầu thủ trẻ để thi đấu. Ông ấy không muốn bám vào bộ khung của huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều nữa. Và dĩ nhiên lúc này các bình luận viên có quan điểm của mình khi nhìn nhận rằng huấn luyện viên Chu Xie là người đang là người dẫn dắt tốt nhất trong bóng đá Việt Nam, định hình rõ nhất. Và rõ ràng với câu chuyện me Tây, canh Tây hay là gọi là vuốt ve những cái gọi là phương Tây đã trở thành một trong những cái quan điểm mà người hâm mộ Việt Nam đang gắn mác với các bình luận viên, bởi họ quá yêu mến những gì mà ông Chu Xie đang làm. Nhưng có vẻ như hiệu quả của nó thì trong 9 tháng vừa qua chúng ta vẫn chưa định hình được một cách rõ nét. Và một trận đấu giải đấu, một giải đấu quan trọng thì việc định hình đó sẽ cần phải được thể hiện. 9 tháng là quãng thời gian đủ để huấn luyện viên Chu Xie làm được. Không thể đổi lý do này, lý do kia được. Chúng ta không muốn so sánh với bất cứ ai cả, và các huấn luyện viên phải tiến bộ ngay lập tức khi mà nắm quân để giúp cho bóng đá Việt Nam đi lên, chứ không phải bị chui dập hay là lụi tàn ở trong thời điểm này, đúng không ạ? Vâng, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý bạn trong đội tuyển quốc gia Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ triệu tập thêm 8 cầu thủ để bổ sung tập luyện cùng toàn đội. Không có Hồ Tấn Tài, không có Bùi Tiến Dũng, không có Nguyễn Thành Trung, những cầu thủ đã thi đấu rất hay trong thời gian vừa qua tại V-League. Lúc này huấn luyện viên Chu Xie ưu tiên những cầu thủ đã từng làm việc với mình, và những cầu thủ đó dù thi đấu ở hạng 2 hay là những cầu thủ dự bị thì vẫn được ưu tiên sử dụng trong thời điểm này. Chúng tôi phải nói rằng là những cầu thủ không có được cái cảm giác bóng tốt khi mà phải ngồi ngoài sân. Câu chuyện này thì rất nhiều lần chúng ta đã nói về việc là Công Phượng không được có tên trong danh sách là hoàn toàn hợp lý, vì cầu thủ này không đá bóng ở trong một thời gian dài và không có được cái cảm giác bóng thì cái việc mà thi đấu là thực sự kém. Đấy là những cầu thủ kỳ cựu và được tập luyện trong môi trường đẳng cấp như bóng đá Nhật Bản, còn thế thì không hiểu là những cầu thủ ở thi đấu ở giải hạng 2 rồi những cầu thủ dự bị hạng nhất và thậm chí là những cầu thủ dự bị của dự bị ở V-League cũng có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì sao vậy? Câu chuyện sẽ được giải quyết trong kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà thôi. Không thể lấy lời lẽ hay là lý do để bao biện cho những cái hành động mình làm được. Rõ ràng chúng ta cần phải có kết quả cuối cùng. Điều đó quan trọng hơn tất cả những gì mà họ đã nói, đúng không ạ? Vâng, đó là những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật và gửi tới quý bạn trong suốt quá trình vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Xin chào.